Thưa quý vị, bên cạnh những cây cảnh truyền thống như là mai, đào, quất, các loại bonsai thì những ngày Tết đến xuân về này, nhiều người còn có sở thích là sở hữu những chậu hoa hồng đủ màu sắc rực rỡ. Thậm chí là với những gia đình mà có điều kiện kinh tế thì không quá khó để tìm thấy những gốc hồng cổ thụ hàng chục năm tuổi trong vườn nhà. Một bạn trẻ tại Hà Nội đã kịp thời nắm bắt được xu hướng này và xây dựng nhà vườn chuyên cung cấp các dịch vụ từ hoa hồng và thu tới hàng tỷ đồng mỗi tháng. Không khó để tìm thấy những chậu hồng cổ thụ hàng chục năm tuổi ở vườn hồng rộng hơn 15.000 m² này. Tại đây có tới gần 20 giống hồng cổ quý hiếm của Việt Nam đang đua nhau khoe sắc. Thậm chí có những gốc hồng có giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng. Mình đang đứng dưới cây hoa hồng mạch xếp. Cây này thì trên dưới 50 tuổi đời và có cái gốc to hơn cổ chân. Giá trị của cây hồng mạch xếp này đấy là 150 triệu một cây. Và đây là một trong những cái giống hồng bản địa của Nam Định. Mạch xếp là một trong những giống hồng sai hoa nhất. Mặc dù mới chỉ được xây dựng gần 3 năm nay, nhưng vườn hồng Việt Garden của chị Phạm Thiên Trang ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã sở hữu hàng nghìn gốc hồng với tổng giá trị lên tới 5 tỷ đồng. Với sự đa dạng về giống loài, vườn hồng này đã thu hút rất nhiều khách tham quan, đặc biệt là trong những ngày đầu xuân năm mới. Trước cái này vẫn rất là thích những giống hoa hồng cổ của Việt Nam. Thế nhưng đến đây thì thấy là ngoài ra những cái giống hoa đấy nó còn có những cái hoa khá là lạ và khác đi. Thế rồi thậm chí có một số các cái giống hồng ngoại với những cái màu sắc rất là đặc trưng, đẹp và cũng đáng để chiêm ngưỡng. Theo chị Trang, một vài năm gần đây, số lượt khách đến vườn hồng tăng lên nhanh chóng. Thay vì chọn chơi những loại hoa thân thảo ngắn ngày, nhiều người đã tìm đến hoa hồng vì những ưu điểm vượt trội của nó. Thường xuyên tương tác với khách hàng trên mạng xã hội, chị Trang nhận ra rằng mối quan tâm của họ đối với những chậu hồng không chỉ nằm ở yếu tố thẩm mỹ của nó. Khách hàng còn yêu cầu những chậu hoa phải được chăm sóc theo hướng thuận tự nhiên. Sử dụng đa số là các chế phẩm sinh học, phân hữu cơ để chăm sóc cho cây hồng để làm sao mà cây hồng có bộ rễ khỏe và đẹp nhất. Ngoài hoa hồng cổ, Việt Garden của Thiên Trang còn có tới hơn 500 giống hồng ngoại với đủ hình dáng, màu sắc và hương thơm khác nhau. Giá bán mỗi chậu hoa hồng ngoại dao động từ 100.000 đồng đến 1 triệu đồng tùy loại. Cùng với hoạt động dịch vụ thiết kế sân vườn, biệt thự bằng hoa hồng, hiện mỗi tháng doanh thu của vườn hồng này dao động từ 2 đến 3 tỷ đồng.